lên hết hay đi giặt. Cái lọc vải này đợt vừa rồi mình phun gà tre đây đúng không? Ừ đấy. Gà lên đẹp đây đúng không? Ừ đấy. Vừa rồi phun thì thấy nó những con sâu cuốn lá. Ừ cuốn lá rồi sâu que kia thì thấy rất hiệu quả. Còn phun cái cuốn lá đấy chỉ sau chưa đầy một ngày là đã chết rồi. Cứ dụ phun sáng chiều bóp lá. Còn cái sâu đo sâu que ấy thì chết có mạnh không dùng? Chết. Sâu đo que chết. Chết sạch luôn. Từ hôm phun đến nay là nó phải ngoài 10 ngày rồi. Nhỉ? Mà chưa phải phun lại không? Đợt lọc này chứ. Các bạn ơi, giờ đến cái tầm này thì nó cũng không có. Nó già rồi. Ừ. Thế như cái đợt lọc này chú phun mấy lần thuốc rồi? Lọc này phun mỗi lần. Mỗi lần gà tre đấy ạ. Như cái đợt phun gà tre nó nhí ra tầm như nào thì là chú phun? Nó cao bằng như nào? Đấy nó loạt như nào? Cái tầm như này à, như nó đỏ này. Như này đúng không? Còn thật ngắn hơn nữa. Ngắn hơn. Còn lúc nó bắt đầu nó kiểu như cái thì dài như thế, cái thì nó đang ngắn lắm. Nó thậm chí nó có trứng rất là sâu non. Cái sâu que sâu đo này nó ít nhưng mà nó chưa nở, có nghĩa là cái lồng này chưa nở ra nó đẻ trứng đây ừ. Kéo này rồi. Riêng năm nay là cái sâu que là ít. Nhưng mà nó phải cảm hạ nó là được cuốn. Như chai gà tre là chú đánh cho 200 lít đấy ạ. 200 lít. Cái mùi của nó thì chú thấy có nặng không? Nó cũng bình thường. Ừ. Cái mùi ấy hình như là có cái mùi hình như là hơi giống cái mùi của sông hơi thì phải. Đúng rồi, nó là Quinanfood. Có phải Quinanfood không? Vâng, đúng rồi. Cái hoạt chất Quinanfood đấy hả? Vâng. Mình chưa xem vậy. Hoạt chất của Quinanfood. Bây giờ hình như cái hoạt chất này của Quinanfood thì phải. Vâng.